Minibus. Anh chăm sóc con thỏ này nhá, tôi cần ngủ một lát. Chuyên gia sẽ xử lý ngay sau. Không, mình sẽ giải cứu thỏ con. Kiki, cậu đang nhìn gì vậy? Có một chú thỏ đang ở trong ô tô. Cái gì cơ? Cứu, bạn ấy cầu cứu. Chúng ta phải cứu bạn ấy. Được, cùng làm thôi. Tớ sẽ xử lý. Cố lên, cậu sẽ làm được. Chúng ta phải nghĩ cách để mở cánh cửa này. Chú Đào sẽ giúp. Hen, đợi đã. Chú ấy sẽ không giúp đâu. Tại sao? Chính chú ấy đã nhốt thỏ con ở trong xe mà. Cái gì? Chúng ta phải làm gì đây? Cà rốt, cà rốt vào. Ta cho cà rốt vào nào. Tôi có ý này. Cà rốt, ta cho cà rốt vào. Tôi chết, mình quên chìa khóa ô tô mất rồi. Cô đang tới. Nhanh. Au. Âm thanh gì nhỉ? May quá, chìa khóa ô tô vẫn còn. Chìa khóa. Để ý chú Đao, tớ sẽ lấy chìa khóa. Kiki, bên này. Cố lên thỏ con, chúng tớ sẽ cứu cậu. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì thế nhỉ? Kỳ lạ thật, tại sao chìa khóa vẫn ở đây? Âm mỹ quá. Thả bạn ấy đi ngay. Đừng chạm vào bạn ấy. Nhìn cháu đây. Là đồ trẻ con nghịch ngợm. Hen, chạy đi. Hen, đưa em thỏ cho tớ. Ha ha ha.
Thế con thỏ cho chú. Con thỏ. Đây là đồ chơi mà. Chú Đào, thỏ của chú đây ạ. Cháu xin lỗi. Đây là cục pin ạ. Trời lạnh quá, tôi có thể kiếm thức ăn ở đâu bây giờ? Tôi đang rất là đói. Khoai lang kìa. Là quả thông à? Một quả bóng tuyết khổng lồ. Nhìn kìa, đó là một người tuyết. Đúng vậy, chính là nó. Nhưng mà anh ấy chưa có mắt và mũi. Hãy thêm những thứ đó cho anh ấy sau. Ơi, tớ sẽ làm cho. Trông nó thật kỳ quặc. Đúng vậy đấy. Các cháu đang làm một người tuyết sao? Chào chú Đào. Chào chú. Chú Đào, hãy nhìn người tuyết mà chúng cháu làm đi. Hình như có gì không ổn với đôi mắt của anh ấy. Bây giờ thì anh ấy ổn hơn rồi. Nhưng mà anh ấy vẫn chưa có mũi. Các cháu cần tìm thứ gì đó tròn và dài. Cháu hiểu rồi. Bây giờ ta sẽ có một củ cà rốt để ăn sớm thôi. Một thứ dài và tròn. Chắc là tre rồi. Chúng đi lấy cái gì mà lâu thế nhỉ? Chúng về rồi. Hen. Hen, nhìn cái mũi tớ tìm thấy này. Nó rất dài. Nhìn nó kìa, tròn và tươi, rất hoàn hảo để làm mũi của người tuyết nhá. Tớ nghĩ của tớ sẽ tốt hơn. Để tớ thêm vào cho anh ấy. Tớ làm nó chưa? Nhìn xem, nó có ngầu không? Chú Đào, chú hãy nhìn xem, chúng cháu đã tìm thấy mũi cho người tuyết rồi này. Thật tuyệt vời phải không? Của tớ tốt hơn. Của cậu nhỏ hơn. Đủ rồi, đừng cãi nhau nữa. Cả hai đều sai rồi. Thứ dài và tròn mà ta nói là một củ cà rốt. Vậy đó là cà rốt. Tớ biết nó ở đâu. Để tớ đi cùng với cậu. Ây da, đau quá. Đó là cà rốt. Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ? Mình sẽ thêm mũi vào cho người tuyết. Người tuyết. Cuối cùng cũng tìm thấy. Đúng vậy, đi thôi.
Tránh đi. Kiki. Miu Miu. Miu Miu. Người tuyết đang lăn đi rồi. Và cả cà rốt cũng biến mất. Ôi không, nó đang hướng đến nhà chủ đâu. Tớ sẽ ngăn nó lại. Ôi không. Ôi muộn mất rồi. Ôi làm ơn, hãy bay qua khỏi ngôi nhà. Cà rốt. Ôi. Tuyết khổng lồ. Nó thật đẹp. Nhưng vẫn không có mũi trên đó. Wow. Chủ đạo. Đâu, tôi về rồi. Anh đang làm gì thế? Hả? Cà rốt à? Thật ra tôi đang đói đây. Cảm ơn Đào nhé. Trúng rồi, ta trúng thưởng lớn rồi. Ta trúng giải thưởng lớn rồi. Điều này thật là tuyệt vời. Một chuyến du lịch miễn phí tới bất cứ nơi nào ta muốn. Đào, giải thưởng chỉ cho một người đi, nên lần sau chúng ta sẽ cùng đi du lịch nhé. Mình đói quá. Trong nhà hết đồ ăn rồi. Cậu chủ, khi nào cậu mới về? Chú Đao, sao chú lại nằm dưới đất? Chú đang định... Chú đang muốn ném bóng tuyết đúng không? Chú không muốn. Thế chú muốn... Ngoài này lạnh lắm. Sao các cháu không vào nhà chú cho ấm? Các cháu cũng có thể nướng khoai lang trong bếp nhà chú mà. Thật á? Nghe được đúng không? Ấm áp quá. Cảm ơn chú Đao. Hen, chỗ khoai lang này nướng lên chắc ngon lắm đấy. Chú Đao, chú có đói không? Không, chú ở hơi đấy. Chú vừa mới ăn xong. Chú no quá. Thế mà cháu đang định mời chú ăn cùng đấy. Thôi, nếu chú vừa ăn xong rồi thì thôi vậy. Bọn cháu sẽ không làm phiền chú nữa. Ê, trông các cháu thật bẩn đấy. Hay là đi tắm nước ấm trước nhá. Tắm nước nóng à? Có. Tắm nước nóng. Úi, tớ tắm trước. Wow, thật là tuyệt vời. Chú Đào, cháu dùng cái này được không? Được.
được. Cảm ơn chú. Kiki, chú ấy cho chúng ta dùng xà phòng này. Chú đâu? Chú vào giúp bọn cháu với. Hen bị kẹt rồi, chú giúp bọn cháu với ạ. Các cháu làm gì vậy? Tránh ra, để chú làm cho. Chú đau. Cuối cùng cũng bắt được rồi. Đừng phá rối nữa. Mình sẽ đuổi bọn nhỏ đi ngay bây giờ. Ôi thơm quá. Các cháu đang làm gì thế? Chú đau, bọn cháu quên chưa cảm ơn chú. Chỗ khoai lang này nướng lên rất là thơm. Vì chú đau no lắm rồi nên củ khoai này là của tớ. Ăn thôi. Ơi, nóng quá. Các cháu không biết ăn thế nào cho đúng à? Đặt lên đĩa ấy, rồi dùng dao dĩa mà ăn. Đúng rồi. Chú đau thật là thông minh. Cháu tìm thấy đĩa rồi. Nước, mau mang nước đến đây. Nước đây à, nước đây. Ôi không, nguy hiểm quá. Đấy là cồn. Mau về đi. Cháy hết rồi. Cái gì? Khoai lang của tôi. Nóng quá. Một tờ 10 đồng à? Ai làm rơi vậy nhở? Lạ thật đấy. Sao số 10 lại ở chỗ khác thế này nhở? Đây là tiền giả. Mình sẽ giao tiền này cho ngân hàng. Mình phải đi mua nước trước đã. Chào chú, cho cháu một chai nước ạ. Tiền đây ạ. Tiền thừa của cháu đây. Tờ
tiền đấy. Sao thế? Tờ tiền đấy cháu vừa để ở đây. Sao cơ? Hả? Dùng tiền giả sẽ phạt gấp 10 lần. 10 lần cơ ấy ạ? Làm thế nào bây giờ? Làm sao bây giờ? Ôi không, mình phải tìm cách để lấy lại tờ tiền giả đấy. Xin chào. Cái gì? Bạn muốn giao hàng bây giờ á? Nhưng mà xe tải chưa đến. Nơi đó lại rất xa nữa. Tôi không thể đi được. À, để cháu giúp chú giao hàng cho ạ. Cháu á? Vâng ạ. Đây là 2 tờ 5 đồng. Chú đổi lại cho cháu tờ 10 đồng của cháu nhé. Không vấn đề. Nhưng nơi đó rất xa đấy. Không sao ạ. Cháu làm được. Cháu giao xong rồi. Đây là tiền hàng của chú ạ. Và đây là 2 tờ 5 đồng. 10 đồng của cháu đây. Đây không phải là tờ cháu đưa cho chú. Chú có thể đưa cho cháu tờ. Thưa ngài, hàng đã tới, mời ngài xếp xuống. Nhiều hàng quá. Cậu mang hàng vào trong giúp tôi được không? Tôi sẽ trả thêm tiền. Xin lỗi, tôi chỉ chở hàng thôi. Trả tiền á? Cháu có thể làm được. Chỉ cần chú trả cháu 10 đồng thôi. Cháu làm được không? Được ạ. Chú cứ tin ở cháu. Cháu làm được mà. Xin hãy tránh đường. Được thôi. Wow. Ôi, cháu thật tuyệt vời. Hãy vào trong nghỉ một lát đã. Điều hòa hỏng rồi. Hãy tận hưởng gió quạt nhá. Còn đây là tiền công của cháu. Tờ này cũng không phải ạ. Điều hòa. Mình có ý này. Chú bảo điều hòa của chú bị hỏng đúng không ạ? Đúng thế. Mà sao cháu hỏi? Cháu chữa được điều hòa à? Không ạ. Nhưng cháu có thể giúp chú cảm thấy mát như đang ngồi điều hòa. Thật sao? Vâng. Chú có thể đổi cho cháu một tờ 10 đồng ở trong ngăn kéo được không ạ? Nó có gì khác nhau à? Được, chú đồng ý. Mát thật đấy. Tiền của mình đâu rồi nhỉ? Mình đánh rơi ở đâu rồi? Mình vẫn không tìm thấy nó. Mình khát nước quá. Mình sẽ mua một chai nước. Giờ đã đến lúc đổi tờ tiền này rồi ạ. Được thôi. Cháu hãy chọn tờ tiền của mình đi. Cho tôi một chai soda. Của cô đây. Tiền thừa của cô đây. Đồng tiền này trông kỳ lạ quá. Đây là tiền của cháu. Cháu bị làm sao đấy? Cháu làm như vậy là thô lỗ đấy. Cháu đổi ý rồi. Cháu muốn tờ tiền kia cơ. Không, cháu không thể làm như vậy. Chú đã đưa cho cô ấy rồi. Tôi xin lỗi, cô có sao không? Đấy là tiền giả. Không thể nào. Trong tiệm của chú không thể có tiền giả được. Đấy là tiền cháu đưa cho chú để mua chai nước mà. Sao số 10 lại ở chỗ khác thế này?
Sao cháu dám dùng tiền giả để lừa chú? Cháu thấy nó rơi ở trên phố, cháu đang định mang nó đến ngân hàng. Đừng nói dối nữa, giờ chúng ta sẽ đến đồn cảnh sát. Cháu không nói dối mà. Xin lỗi, có thể cho tôi xem tờ tiền giả đó không? Ông là ai? Tôi là một nhà sưu tầm. Tôi đang đi tìm tờ tiền bị in lỗi của tôi. Tiền bị in lỗi á? Vâng. Tờ tiền đấy giống như hình này này. Nó bị in lỗi nên chỉ có ý nghĩa sưu tầm. Trông nó thật giống nhau đấy nhỉ? Cuối cùng tôi đã tìm được nó. Vậy là chú là người làm rơi tiền này à? Đúng vậy. Giờ chú xin lại nó được không? Dĩ nhiên là được ạ. Cháu đã đúng. Chú xin lỗi vì đã không tin cháu nhá. Không sao ạ. Tôi xin lỗi. Tiền thừa của cô đây. Rất cảm ơn cháu nhá. Tôi rất vui vì đã tìm được tiền của mình. Hãy để tôi mua kem mời tất cả mọi người. Gần xong rồi. Nào, tôi sẽ ra ngoài một lúc. Sẽ có một bưu kiện được gửi tới, hãy ký nhận giúp tôi nhé. Hôm nay cảnh sát có thông báo họ tìm thấy một quả bom trong một bưu kiện. Bưu kiện? Bom? Ở đây chúng tôi đang có một chuyên gia phá bom đang tháo dỡ nó. Cảm ơn trời đất cậu chủ không có ở đây. Giao hàng đây. Là hộp bưu kiện. Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại. Nhào, bắt bướm vào buổi sáng à. Mình vẫn còn ngái ngủ. Có gì trong hộp nhỉ? Chúng tôi sẽ tiếp tục báo cáo về vụ bom bưu kiện. Bom? Một quả bom? Một quả bom! Phải ném nó đi ngay! Cái gì thế nhở? Là bưu kiện của chú Đao. Mình nên mang trả lại cho chú ấy. Chú Đao. Đây là bưu kiện có ghi địa chỉ của chú. Không. Của chú này. Cháu đi đây. Không. Đừng bao giờ quay lại nữa. Vấn đề đã được giải quyết. Lô 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 lô. Cái gì thế nhở? Có phải là cá không? Chú Đao. Lại là cháu à? Trông chú rất sợ hãi. Có chuyện gì vậy ạ? Không phải chuyện của cháu. Vậy hãy đi bắt bướm cùng cháu đi. Không, chú không đi đâu. Này, đừng có mà gây sự với chú nữa đấy. Gây sự với chú á? Rudon, cậu đang làm gì thế? Kiki, cậu đến đúng lúc lắm. Tớ nghĩ là có một con cá rất to ở dưới. Cậu cho tớ mượn cái vợt nhá. Cái vợt không đủ dài. Kiki, cậu có ý tưởng gì không? Bắt cá ấy à? Để tớ nghĩ xem nào. Tớ biết rồi. Wow, một cái cần câu cá.
có thật đấy là một con cá không? Tất nhiên, tôi thấy nó nổi bong bóng lên cơ mà. Ôi, bắt được rồi. Rồi, giúp tớ. À, được thôi. Cố lên. Dạ. Cá của tớ, cá của tớ. Này, đợi đã. Cái gì vậy? Lại là quả bom. Mình phải ném nó đi thật xa mới được. Bom. Nhiều xương rồng quá, cứu tôi với. Cứu tôi. Hả? Hình như tớ nghe thấy tiếng chú đao. Nhanh lên, đi thôi. Còn 3 phút nữa. Mình phải làm gì? Mình phải làm gì bây giờ? Chú đao, chú có cần bọn cháu giúp đỡ không? Không, chú không cần. Nhưng chú vừa mới kêu cứu mà. Thế thôi vậy. Đi thôi. Chỉ còn 2 phút nữa. Đợi đã, các cháu có thể đưa chú ra khỏi đây được không? Chú bị kẹt ở trong ý à? Để cháu giúp. Kiki, cháu có thể nhanh hơn được không? Chùm bóng bay có thể giúp chú ra khỏi đây. Rudolph, giúp tớ. Hãy ném sợi dây cho chú đao. Cuối cùng cũng thoát được. Chú đao, tạm biệt. Có tiếng động gì thế nhở? Lại còn cái hộp này chặn luôn cả đường ra của mình chứ. Cái gì? Nó không phải là một quả bom. Cậu đùa tôi đấy à? Đâu, cậu đang làm gì ở đây vậy? Đồng hồ báo thức mới của tôi. Đâu?